chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CC Channel. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một kèo airdrop chúng ta sẽ nhận đồng Hybrid Token. Với đồng Hybrid Token thì với cái event này chúng ta sẽ có 10 người may mắn chiến thắng và sẽ nhận được một số lượng lớn HE Token. Còn nữa thì mọi người, tất cả những người tham gia thì chúng ta sẽ đều có nhận được phần thưởng nhưng là một lượng nhỏ cái đồng HE Token này. Và đây là một cái dự án mới và một cái dự án rất là tiềm năng. Hiện tại thì giá của nó được niêm yết với giá hiện tại là 3.8 USD. Ok, để tham gia vào cái kèo airdrop này thì các bạn sẽ cần phải nhấn vào dưới đường link mình sẽ đặt dưới phần mô tả của video. Sau khi bạn nhấn vào thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập bằng email hoặc là Facebook hoặc là Twitter để chúng ta đăng nhập vào. Sau khi bạn đăng nhập vào thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ nhấp vào để xác nhận. Đó. Sau khi bạn nhấp vào thì nó sẽ hiện lên ở đây một cái dấu tích là ok đã thành công. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai đó là chúng ta sẽ retweet bài của nó. Thì bạn sẽ nhấn vào ở đây chúng ta sẽ nhấn vào phần retweet. Nó sẽ tự động chuyển hướng cho chúng ta sang cái trang Twitter. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành là chúng ta chia sẻ lại, tweet lại cái bài này. Bằng cách chúng ta sẽ nhấn vào phần tweet lại hoặc các bạn có thể nhấn phần này để chúng ta tweet lại. Rồi, nhiệm vụ sau khi mà các bạn đã làm xong thì các bạn sẽ nhấn vào phần tiếp tục. Tiếp theo, nhiệm vụ thứ ba đó chúng ta sẽ theo dõi Hybrid trên Twitter thì các bạn sẽ nhấn vào. Nó sẽ tự động chuyển sang trang Twitter và bây giờ thì bạn sẽ chỉ cần nhấn vào cái phần follow là được. Đó. Sau xong đó thì chúng ta sẽ nhấn quay lại trang này và chúng ta nhấn vào nút tiếp tục. Rồi, sau khi các bạn nhấn vào nút tiếp tục thì nó sẽ mở khóa cái phần thông tin ví thì bạn sẽ nhập vào. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy địa chỉ ví BSC của bạn, chúng ta sẽ lấy trên ví MetaMask hoặc là ví Trust Wallet. Ở đây mình lấy trên ví MetaMask, mình sẽ lấy cái địa chỉ ví Binance Smart Chain của mình. Rồi, mình sẽ dán vào đây. Sau đó mình sẽ nhấn vào phần tiếp tục. Sau khi bạn nhấn vào phần tiếp tục thì nó sẽ mở cho các bạn thêm một số cái nhiệm vụ thì chúng ta tiến hành làm các cái nhiệm vụ này. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhập bằng Twitter thì bạn sẽ nhấn vào. Ở đây thì mình đang sử dụng tiếng Việt nhé. Đó, bạn nên dùng Google Chrome để cho nó dịch sang tiếng Việt. Tiếp theo là chúng ta sẽ tweet lại trên Twitter này. Đó, có nhiệm vụ nào thì bạn sẽ nhấn vào để làm hết cho mình. Chúng ta chỉ cần làm theo cái hướng dẫn của nó là ok thôi. Rồi nó ra bài nào thì chúng ta sẽ tweet lại bài đó. Xong cái nhiệm vụ thứ ba, chúng ta sẽ nhấn vào phần tiếp tục. Rồi với nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ tham gia nhóm Telegram. Các bạn sẽ nhấn vào. Ở đây thì các bạn nó sẽ tự động chuyển hướng cho chúng ta sang cái kênh Telegram. Thì bây giờ bạn sẽ tiến hành chúng ta nhấn vào phần Join Group. Rồi. Chúng ta quay lại trang lúc nãy, chúng ta nhấn vào phần tiếp tục. Tiếp theo là chúng ta sẽ ghé thăm Hybrid trên YouTube thì các bạn sẽ nhấn vào ở đây chúng ta sẽ chỉ cần nhấn ghé thăm. Ở đây thì nó không bảo chúng ta cần phải subscribe hay là đăng ký kênh. Nhưng ở đây thì mình muốn cập nhật thêm thông tin thì mình có thể đăng ký kênh của nó. Rồi, tiếp theo là mình sẽ nhấn vào phần tiếp tục. Và các bạn sẽ cần phải đăng nhập vào cái tài khoản Google của chúng ta nhé. Rồi sau khi bạn đăng nhập tài khoản Google xong thì chúng ta sẽ nhấn vào phần cho phép để chúng ta tiếp tục là liên kết với Google để nó xác nhận là các bạn đã vào xem cái kênh YouTube của nó. Rồi sau khi đó hiện lên dấu tích là ok và tiếp theo nhiệm vụ cuối cùng đó là chúng ta sẽ nhấp vào để nhận thêm một điểm thưởng mỗi ngày. Đó. Thì mỗi mỗi ngày chúng ta có thể vào đây để chúng ta nhận thêm một cái điểm thưởng và những cái lượng người mà có cái mục thu nhập cao nhất thì nó sẽ có cái số có cái mục thu nhập cao thì họ sẽ có cơ hội. Nó chỉ ran do 10 người thôi, còn tất cả chúng ta thì đều được chia đều một cái phần thưởng nào đó. Thì sau khi mà cái phần thưởng này được gửi vào ví MetaMask thì các bạn có thể là bán nó trên các cái dApp. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tích hợp đồng Hybrid này vào ví MetaMask của chúng ta luôn. Đầu tiên mình sẽ để cái link của CoinGecko ở phía dưới phần mô tả nhé. Sau khi bạn vào CoinGecko thì bạn sẽ thấy cái phần contract ở đây. Chúng ta sẽ copy vào. Đó, sau đó các bạn vào phần ví MetaMask.
Ở đây thì chúng ta sẽ điền cái nhập cái chúng ta sẽ dán cái địa chỉ ví contract này vào bằng cách là chúng ta nhấn vào phần thêm token. Đây các bạn vào phần token tùy chỉnh, sau đó chúng ta sẽ dán nó vào. Sau khi các bạn dán vào thì nó sẽ hiện lên cái số của nó. Đây chúng ta có thể ghi 18 đi. Rồi, nó hiện lên luôn nhé. Đó các bạn đợi một chút nó sẽ hiện lên luôn. Sau đó các bạn sẽ nhấn vào phần thêm ở đây. Rồi, sau đó chúng ta nhấn vào phần thêm tiếp. Đó thì nó sẽ được tích hợp vào cái ví MetaMask của chúng ta ở trên mạng lưới ERC20. Ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.